Nhờ bác, em đang chuẩn bị nguyên liệu để vào bình hỏa lực 4 trong 1 các bác này. Đây là ba kích rừng em ấy mang về để các bác xem nhé. Ba kích rừng chuẩn này là như thế này. Đấy, bác xem cái mắt khúc nó rất là gấp, và hai là nó không to đâu các bác nhá. Thứ ba là cái ruột nó không thể là cực tím, các bác hay thấy là người ta bán thông thường trên mạng hoặc là ở ngoài thị trường, người ta cứ bẻ cái lõi ra tìm ngắt ở trong, thì bác kích rừng bây giờ như thế không phải chuẩn hàng chuẩn đâu các bác nhé. Nó sẽ có những cái củ to củ nhỏ chứ nó không đều đâu. Đây là còn cái này là các bác biết cái gì không? Cái này rất là quan trọng các bác, là trong cái vị 4 trong 1 là cái đây là cái cây dâm dương hoắc các bác nhé. Cái dâm dương hoắc chỉ mọc ở những cái vùng sâu ở trên dãy Hoàng Liên Sơn mới có các bác nhé. Ngoài ra cái này nó có xuất xứ mọc ở Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mà ở trên thị trường người ta bán ấy, người ta có hay bán hàng khô. Hàng khô là hàng một em khẳng định 100% luôn là hàng Trung Quốc nhá, chứ không phải là hàng người ta khai thác về người ta phơi đâu. Nên mà em đi khai thác cả tuần mới được một bó này nhỏ thôi, thì bọn em sẽ em về em sẽ phải ngâm luôn cho khách, đặt hàng ngâm tươi, hoặc là trường hợp nào mà chưa khách đặt thì em sẽ phải sau phơi khô luôn. Nó sẽ là nguyên đất củ này, nguyên đất rễ này. Cái cây này thì nó sử dụng từ tất cả là rễ, thân và lá, tốt nhất là phần rễ thôi nhá, thì phần lệ rễ nó rất là nhiều chứ. Trong đông y người ta cái sử dụng cái dâm dương khó, cái là một cái vị thuốc đặc cơ bản để chữa cái bệnh sinh lý yếu hoặc hiếm muộn thôi. Theo xem này, hàng tươi này, tươi nguyên chất luôn. Cái này em phải sẽ phải phải sơ chế thật sạch và em cho vào em bình và ngâm, và có thể nếu dư một ít em có thể em sao khô lại. Đấy, để bắt đầu em rửa sơ chế, và sau vòng 15 tiếng đồng hồ mới được tất cả các nguyên liệu như là lầm tích dương, sâm cầu đen các thứ các bác nhé. Đây em sẵn sàng em làm việc luôn đây. Thì tất cả các bác làm được cái bình hỏa lực 4 trong 1 này, các bác xin vui lòng đặt trước cho em các bác nhé. Vì đồ toàn đồ em khai thác tươi nên nhiều khi nó không có sẵn đâu các bác. Em xin chào các bác nhá.